À vâng, xin chào các bạn đã quay trở lại với Nông Dân Làm Giàu. Và hai anh em mình hôm nay thì sẽ làm một clip. Thì hôm nay khác với những cái mọi clip hàng ngày á, thì thường ngày thì anh em mình làm những giới thiệu về những cái loại giống Titan Thái đúng không anh? Thì hôm nay thì anh em mình sẽ làm một clip khác. Tại vì thời gian vừa qua thì anh em mình cũng nhận được những cái cuộc điện thoại của bạn về cái việc mà cái lồng nuôi nó như thế nào. Thì chính để đáp ứng cái nhu cầu thông tin của bạn thì hôm nay anh em mình làm một clip để giới thiệu cho các bạn những chiếc lồng ở trại của ông Minh Dũng được làm như thế nào. Bây giờ đây Dũng thì anh có thể chia sẻ cho mọi người về những cái chiếc lồng ở trại của mình không? Hôm nay mình chia sẻ về cái lồng chim để nhốt con chim 15 năm. Hôm nay mình giới thiệu không phải mình bán cái chuồng này, nhưng mà mình giới thiệu là coi như là mình khuyên bà con nuôi. Tại ở đây mình cũng có bán chuồng nữa, nhưng mà mình không khuyến khích mà ha, mình mua ở đây ha, mua ở đâu, nhưng mà mình nuôi được phải kẽm phải dày 3 ly 2, dày phải 3 ly 2, đáy 3 ly 2, nóc 3 ly 2, bên hông cũng 3 ly 2. Mà hiện giờ á, ở ngoài thị trường á, nó bán lồng rất là nhiều mà rất là rẻ. Nó rẻ thậm chí 100 cặp nuôi á, nó có 10 triệu thôi, hoặc 8 triệu hoặc thôi, nó rẻ hơn tới mấy triệu lượng của heo của Minh Dũng. Nhưng mà thực tế á, nuôi chỉ được 3 năm là con chim nó rớt chuồng, mà lúc mà mình vận chuyển đi là con chim hư luôn. Riêng cái lồng ở trại mình thì mình có thể đảm bảo là nuôi trong khoảng thời gian bao lâu anh hả? Mình bảo đảm là trong vòng 15 năm, ngay ngửa cái chim bồ câu đời đầu của Thái Lan nha, tới 15 năm lận. À, mình bảo đảm là nuôi được 15 năm cái chuồng này là chưa hư. Tại vì bây giờ ở ngoài chợ thì nó 3 năm thôi, nó rẻ hơn. Mà chuồng ở tại trại Minh Dũng làm á, là nó được kẹp tất cả là xi mạ hết, là chịu đựng nước sát trùng hay là ướt hay là phân bồ câu này kia được 15 năm. Là coi như là kẻ 3 ly 2. Cái yếu tố nuôi bồ câu để thành công là yếu tố quan trọng nhất là cái chuồng, chứ không phải là chim bồ câu. Cái chuồng á, mà đang nuôi mà nó bị hư rồi á, là mình dời đi con chim hư luôn. Mà cái chuồng mà thành công, cái chim mới thành công. Nói hôm nay nói rõ cho bà con hiểu được lý do cái chuồng là quan trọng đi theo con chim như thế nào. Đây các bạn nhé, các bạn có thể nhìn rõ đây là cái một cái tấm chuồng này, chuồng bồ câu này. Thì nói để mọi người có thể hiểu rõ hơn thì các bạn có thể tưởng tượng là cái lưới B40 thường người ta xài đúng không anh? Đúng, đây là lưới B40. Thì cái thép này, cái kích cỡ cũng như vậy. Thì mọi người có thể nhìn rõ đây, đây là cái chuồng. Này lưới B40. Mình chuyên về lấy kẽm lưới B40 làm lưới B40, bạn thấy rồi, nắng mưa suốt năm suốt tháng mà để tới chục năm mới hư. Còn cái này mà để trong mát thì nó phải 15 năm trở lên không. Mình ở đây mình có ở dưới trại của mình là hiện giờ 15 năm không thì khi mà ở trại mình mà làm lồng anh thì có phải là trại mình đặt thép về rồi tự hàn, thì nói chung là cái mặc dù cái giá thành nó hơi đắt một tí nhưng mà đúng là nó chất lượng đúng không anh? Đúng. Phải chất lượng, tại vì mình bảo đảm mà mình bao bà con nuôi là 15 năm là phải đạt đúng 15 năm. Con quay chợ bà con nuôi mua rất rẻ rồi, nhưng mà nó chỉ có 3 năm là hư rồi. Tại vì biết sao nói lý do 3 năm thì hư, bà con biết tại sao? Tại con Titan hai con mẹ, 4 con là 6 con, 6 con, 2 con mẹ nó là nằm 7 lạng ký 4, còn 4 con nó là 2 ký 8 nữa. Mà trong chuồng tổng cộng 5 ký, nhảy lên nhảy xuống ngày này qua ngày nọ, chuồng nào cũng hư. Nhưng mà chuồng này bảo đảm 15 năm không hư. Đây anh em cầm thấy rất là chắc chắn này, rất là chắc chắn. Cái này thì trung bình thì để sản xuất ra một cái lồng thì mình mất khoảng thời gian bao nhiêu lâu anh? Một tấn kẽm này mua về sản xuất ra được có 320 chuồng để nuôi thôi. Mà mình tính đi, một tấn bây giờ đó là đã mua nó 18 triệu một tấn kẽm, về tiền dập tiền này nữa là nó gần
30 triệu. Vậy thì bây giờ có thể nói cho mọi người hiểu cơ bản thôi này. Thì chúng mình cũng là, nếu mà chạy ví dụ anh em mình bán một cái lồng ra ngoài thì đã thành khoảng bao nhiêu anh em? 100 cặp là 14 triệu. Rồi bao công lắp ráp luôn là 15 triệu, hơn chút là 15 triệu. À vậy nói chung là 15 triệu. Mọi người có thể hiểu rõ đi là 15 triệu là có như thế này. Là coi như là máng ăn. Gỗ lẻ. Máng tự động, miếng lót. Lưới lót. Cây trong. Sắt xỏ. Tất cả là bà con không bỏ cái gì vô nữa. Đại Bình Dũng lo hết. À vậy là cứ 100 cặp thì cái tổng chi phí mà lắp đặt cái này chuồng này rồi máng ăn này hệ thống nước này, nói chung là tất cả các loại trong vòng tất cả là 15 triệu cho 100 cặp. Các bạn nhá, tại vì cũng nhiều người đặt ra câu hỏi là tại sao cái giá của cái lồng ở trạm biến áp thấp thế, nhưng mà khi mà các bạn mà cầm vào một cái tấm lưới này như các bạn này thì các bạn dễ hiểu hơn. 150.000 một cái lồng thì thực ra nó không có đắt lắm so với cái giá thành những cái lồng ở ngoài. Những cái lồng các bạn mua ở ngoài ngoài chợ thì xài được một khoảng thời gian ngắn hơn 3 năm. Còn khi ở trại Minh Dũng thì các bạn đã được những cái tấm lưới như này và cái hệ thống dây cũng như là máng ăn này bao đầy đủ cho các bạn. Các bạn không phải lo bất cứ một cái gì cả. Vậy thì những cái tấm lưới này nó được làm được ghép như thế nào thì sau đây thì anh Minh Dũng sẽ chỉ cho các bạn ghép lồng luôn nhé. Con lưới này mình tới chỗ mình ráp ráp cho người ta hoặc người ta tới đây mình chỉ người ta. À được, ok, gặp lại nha. Ở đây các bạn nhé, các bạn có thể thấy là đây những chiếc lồng sau 18 năm đây. Đây là những chiếc lồng này ở trại Minh Dũng mình xài là đã 18 năm các bạn nhé. Các bạn có thể thấy rõ này, không có cái dấu hiệu mà đã hư luôn, rất là chắc chắn. 4 con, 2 con mẹ. Đây 4 con, 2 con mẹ ở trong một chiếc lồng như này đây. Mà liên tục 18 năm là coi như là không hư. Đây, sau đây thì mình sẽ đi một vòng cho các bạn tham quan xem một chiếc lồng nuôi chim bồ câu thì sẽ phải có những thiết bị như nào đấy. Thứ nhất là lồng, chắc chắn là phải có lồng này. Đây chiếc lồng. Đây là cái cửa nhá. Máng ăn. Rồi đây là máng ăn này các bạn. Rổ đẻ. Máng ăn này. Rồi rổ đẻ này. Hiện tại thì đây. Sắt xỏ rổ. Sắt xỏ rổ này. Máng tự động. Máng tự động. Cây chống chuồng. Cây chống chuồng này. Đây là cây chống chuồng các bạn nhé. Lưới hướng phân. Lưới hướng phân luôn. À, lưới hướng phân luôn. Đây lưới hướng phân các bạn nhé. Đây lưới hướng phân này. Nói chung bà con khỏi lo cái gì nữa. Là coi như là ở đây lo hết. Rồi. Tại vì nhiều người thông tin với mình rằng cái mà đựng phân này này thì là phải làm một máng. Nhưng mà ở trại Minh Dũng các bạn nhá thì sẽ được lót những cái tấm lưới như này này. Đây là tấm lưới nhá. Thì sau khoảng vài tháng sử dụng là cái tấm lưới này mình gỡ mình sẽ vứt đi luôn đúng không anh? Không. Mình tại vì cái tấm lưới này á là mình để về là không hôi. Không có bị hôi. 2 tháng mình vệ sinh lần lấy tấm khác để vô tấm này, mình lấy phân mình đổ vô bao rồi mình giặt khô lại mình để dành cho 2 tháng sau mình hới tấm khác vô. À là mình vẫn có thể tái sử dụng. Nếu mà ai mà giàu quá thì có thể vứt đi cũng được, nhưng mà đối với những người nông dân thì mình khuyên là vẫn có thể xài lại được các bạn nhé. Đây, đây mình đi một vòng đây. Rất là nhiều cú điện thoại và comment hỏi về cái lồng chim bồ câu. Cứ một lồng này là 150.000 các bạn nhé. Thì đã bao gồm tất cả những cái hệ thống đây. Dây, đây là dây nước tự động này. Khi mà hết nước á thì nó sẽ tự chảy vào đây này. Đây, chim bồ câu sẽ uống nước ở đây. Đây là máng ăn này. Máng ăn này, đựng sẵn thức ăn này. Sẵn thức ăn rồi. Đây. Những chiếc lồng này là nuôi được 18 năm rồi. 18 năm không phải là một thời gian ngắn đâu các bạn ạ, quá dài. Và những cái cặp bồ câu như này, như lúc nãy mình đã tính toán đấy, khoảng hơn 2 kg mà nhảy nhót vào trong chiếc lồng như thế này thì hiện tại thì vẫn rất là chắc chắn. Cả 4 kg thì rất là chắc chắn đây.
mình cũng chia sẻ luôn đó là ở trại Minh Dũng Bồ Câu sẽ xếp tầng như này các bạn nhé. Đây là tầng 1 này, tầng 1 này. Cách đất khoảng tấc rưỡi nhá. Đây là tầng 1 này. Đây là tầng 2 này nhá. Đây là tầng 3 nhá. Ở trại mình nuôi khoảng 3 tầng thôi. Tại vì nếu mà cao quá thì sao mà cho ăn được. Đây những cái con chim bồ câu đang sinh trưởng và phát triển ở trong những chiếc lồng như này. Đây thì là bồ câu Titan Thái siêu thịt. Thì hiện tại thì hai cặp như thế này đang nuôi ghép khoảng 3 con này. Thì bồ câu này tầm khoảng được 12 ngày rồi nhá. Thì lát nữa thì anh em mình sẽ làm tiếp một clip, có nghĩa là bao tiêu đầu ra cho bà con nông dân. Tại vì thời gian vừa qua thì nhiều người cũng bày tỏ cái mối quan tâm đối với mình, đó là nếu mà nuôi chim bồ câu thì rất là lo ngại về vấn đề đầu ra. Nhưng mà các bạn yên tâm nhé, ở trại Minh Dũng Bồ Câu sẵn sàng bao tiêu đầu ra cho các bạn. Các bạn không nhất thiết là phải bắt giống bồ câu ở trại mình đâu nhé. Nhưng mà mình xin nói một điều, đó là cái giống bồ câu ở trại mình nếu mà so với cả nước thì mình xin nói luôn, đó là giống bồ câu ở trại mình là khi nào cũng xếp hàng top các bạn nhé. Tại vì cơ bản như các bạn thử search Google đi, bạn chỉ cần search cú pháp đó là Minh Dũng bồ câu hoặc là bồ câu Thái, chắc chắn là nó sẽ ra cái trang của mình thôi. Trên đó thì mình cũng đã để số điện thoại cũng như là cái địa chỉ trại của mình ở đâu. Khi mà các bạn quyết định nuôi bồ câu thì các bạn có thể liên hệ với trại bồ câu Minh Dũng, và trại bồ câu Minh Dũng sẽ lắng nghe những ý kiến của các bạn cũng như chia sẻ những cái thông tin để các bạn nuôi bồ câu tốt hơn thôi. Cho mình đi tiếp một vòng để các bạn nhìn rõ hơn được cái việc mà sắp xếp lồng. Chi tiết các bạn nhé. Tầng 1 này. Thứ nhất là cách đất khoảng bấy nhiêu một tấc các bạn nhé. Tiếp là tầng 1 này, tầng 2 này, tầng 3 này. Và mỗi tầng của nó cách nhau khoảng 15cm các bạn. Rồi, clip này thì mình cũng xin dừng ở đây các bạn nhé. Và nếu mà các bạn thấy cảm thấy clip này ý nghĩa thì các bạn cho mình một like và một subscribe nhé. Rồi, cảm ơn các bạn.